mừng quý vị đến với chương trình Ẩm thực đại chiến. Quý vị thân mến, Thảo Như đứng đây và cảm thấy rất vinh hạnh. Tinh thần của chương trình mang đến cho quý vị những món ăn ngon, bổ dưỡng, và qua đó chúng ta sẽ biết thêm nhiều công thức để làm cho cái bữa ăn gia đình càng thêm đậm vị, thêm hạnh phúc và thăng hoa hơn nữa. Quý vị thân mến, chương trình do IMC thực hiện và xin được trân trọng cảm ơn nhãn hàng Vi Phong đã đồng hành cùng chương trình và là nhà tài trợ chính của chương trình. Và ngay bây giờ, Như xin được mời người bạn đồng hành của Như ngày hôm nay, trong danh sách khách mời, anh ta đứng đầu bởi vì sự dễ thương, năng động, sáng tạo và giỏi giang tài nghệ bếp núc, tài hoa quá nhiều. Xin được trân trọng giới thiệu diễn viên Lê Nhân. Ủa mọi người, ủa chị, em tính á là ban đầu em đem cái chảo đó để em che mặt em để cho mọi người giấu tên em, ai ngờ chị nói Lê Nhân luôn rồi. Em để cái chảo em lên coi. Dạ, dạ đây. Kính lắm. Kính không? Nhìn không có biết Lê Nhân. Chết rồi, vậy là cái mặt em bự dữ lắm hả chị? Thương cái chảo rồi. Không phải đâu, người ta thương em, người ta nhìn cái body của em là người ta biết em là chưa, Lê từ Nhân. Từ. Để em chào khán giả xong em xử chị sao? Ủa? Dạ, em xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Ẩm thực đại chiến ạ. Em tên là Lê Nhân và em là một diễn viên tự do ạ. Em cho chị hỏi là diễn viên tự do là sao? Có ai là diễn, nếu như mà không phải tự do là có ai ép mình hay sao em? Dạ không, không có ai ép mình hết, nhưng mà ý là em không trực thuộc một cái công ty nào hết. Tại vì thật ra nếu như mà em giới thiệu em là một diễn viên thì người sao? Ta cũng không có ý định hỏi em là ở công ty nào hết. Tại vì khán giả người ta coi, người ta biết Lê Nhân thôi. Dạ, vậy dựng phim cắt giùm em chữ tự do. Dạ, em bây giờ tới chị nữa. Sao? Chị, hồi nãy chị giới thiệu em là tại vì em đứng đầu danh sách khách mời. Tại vì em là dễ thương, tài năng, xinh đẹp, giỏi giang. Ngưng đi, đủ rồi. Dạ, tại vì cái chỉ có em trống cái lịch giờ này thôi mọi người. Chứ bây tất cả anh chị khác là bận lịch buổi sáng hết trơn rồi. Chỉ có em trống giờ này thôi em mọi đến người. Với chương trình, em biết chương trình này tên gì không? Dạ, Ẩm thực đại chiến. Nghe đại chiến là em biết có sự chiến đấu trong đó. Có sự đánh lộn ở trong. Đánh lộn. Đánh lộn ở trong đó, và khi em xuất hiện chị cảm thấy rúng sợ. Em không hề thấy chị rúng sợ. Chị rúng sợ. Chị có gì rúng sợ. Mọi người biết không, Lê Nhân là một người mà rất là khéo tay. Lê Nhân làm được rất là nhiều loại bánh, rất là nhiều đồ ăn, hay gửi đồ ăn, lén gửi đồ ăn qua cho Như. Mà hả, Lê Nhân đã từng gửi cho Như một cái bánh bông lan mà cái sốt ở phía trên đó là sốt phô mai hả? Dạ đúng phô rồi. Phô mai mà để một cái bịch phô mai riêng như bịch nước cốt dừa vậy. Cái mai nặng có nửa ký á chị. Gửi cái bánh bông lan mà lớn vậy nè, rồi gửi cái bịch nước cốt dừa mà lớn vậy nè, sao ta ăn hết? Thì chị xịt vô, còn dư để mua mấy cái bánh bông lan ở ngoài á, rồi xịt lên thêm ăn thêm tiếp nữa. Thôi em đừng có vô lý nữa. Đó, cái công thức của em một lần là làm nửa ký vậy, chị đừng kêu em làm ít hơn, ghét lắm. Nhưng mà bây giờ nè, trước mặt với tất cả mọi người, bây giờ em khoe đi. Em khoe với mọi người đi, là em nấu được món ta, món Tây, món Âu, món gì? Kính thưa quý vị khán giả, thì từ hồi nhỏ em đã có một cái thói quen là hay vào bếp để nhìn mẹ nấu ăn á, cho nên là em cũng học lóm từ mẹ. Có nghĩa là mẹ không có một cái buổi nào gọi là chính thức dạy em hết, nhưng mà em học lóm từ mẹ. Rồi sau khi mà lên thành phố Hồ Chí Minh để học tập và làm việc á, thì em cũng coi như là cũng phải tự tìm hiểu để tự nấu ăn cho mình nè. Rồi ví dụ như có dịp nào đó để ăn cùng bạn bè thì cũng tự nấu cho bạn bè ăn luôn, cho nên là tự mình học hỏi hết. Cho nên là bây giờ là hầu như món nào mà em chưa nấu bao giờ thì em có thể Google cái món đó, rồi em có thể tự nấu được luôn. Quá giỏi. Sau một hai lần, dạ. Nghe là thấy chương trình hôm nay chất lượng rồi. Quá giỏi luôn. Nhưng mà em biết không, khi mà em tới đây em có biết đối thủ của em là ai không? Chị. Du. Sao em biết liền vậy? Em phải nhau dạ ai? Dạ rồi, dạ rồi. Rồi em để diễn lại, diễn lại. Em có biết là đối thủ của em là ai không? Không. Em không biết người đó là ai hết. Nó giả trân quá. Được rồi, là chị đó. Là chị sao? Là chị đó. Chết rồi, mọi người ơi, chị Khả Như chỉ khen Nhân thôi, nhưng mà chưa nói về chị Khả Như. Thì chị Khả Như, mọi người biết không, tuổi đời với tuổi nghề chị cũng lớn á. Tuổi đời với tuổi nghề chị cũng lớn á. Mình nói về tuổi tác thì không cần, mình nói về kinh nghiệm sống. Kinh nghiệm sống, thì cái kinh nghiệm sống của chị Khả Như cũng như chiều cao của chị đó thì... Em ơi, mình bỏ qua cái chiều cao luôn đi cơ. À, bỏ qua chiều cao luôn hả chị? Nói chung là kinh nghiệm sống của chị Khả Như rất là nhiều, cho nên là về cái phần nấu ăn á thì không có nghĩa lý gì hết mọi người. Không, bình thường. Giỏi dữ lắm. Mà em ơi, yên tâm đi, hai chị em mình không có đứng đây làm điên làm khùng mãi như vậy. Vậy hả chị? Chắc chắn phải có một người gọi là leader. Leader của tụi mình hả chị? Một cái người cầm đầu mình. Who that Pokemon? Pokemon đó là một cái người mà nổi tiếng nấu ăn rất là ngon và chỉnh chu. Anh ta nổi tiếng với những cái set đồ ăn rất là đặc sắc. Đặc sắc. Hay ho. Hay ho. Hóm hỉnh. Dạ. Thôi mời vô đi chị. Chef Nguyễn Thanh Cường, xin mời. Trời ơi, chị ơi. Chào anh. Đây. Ăn vô giữa đi anh, món like đi anh. Dạ. Trời ơi, đầu bếp. Đó.
giới thiệu trước nha. Xin chào mọi người, chào khán giả của chương trình Ẩm thực Đại Chiến. Mình là Thanh Cường, mình là đầu bếp. Ủa sao ở ngoài giỡn quá, mình lên đây cái tự nhiên im lặng vậy? Không, mới vô nó hơi khớp khớp. Nãy la sùm trời đất, ở ngoài này sùm đúng rồi chị, còn xin nhạc để nhảy nhó đi vui vẻ đâu này kia nữa. Hồi nãy có một dấu hiệu là không có nhạc là không ra luôn. Dạ đúng rồi. Thôi giờ hỏi luôn đi, hỏi luôn đi. Nấu gì? Nấu gì anh? Cho đời luôn đi. Muốn nấu thì nấu. Giờ bây giờ mình làm kiểm tra 15 phút hay là kiểm tra 1 tiếng thay giữa học kỳ? Tùy em, muốn nấu gì nấu thôi. Muốn nấu gì nấu, vậy là kiểm tra miệng thôi chị. Rồi, nói giỡn thôi thì cũng gặp Như với Lê Nhân nhiều rồi. Thì cái trình độ nấu ăn của hai bạn này thì các bạn đã biết. Hơi bị đỉnh á. Cũng gọi là rất là đỉnh luôn á. On the top á. On the top anh. Yeah, we are on the top. Và để thi ngày hôm nay cũng như món ăn ngày hôm nay của chúng ta đó là miếng xào cua. Yeah. Với tôm càng. Rồi, là có tôm nữa hả? Rồi, vừa có tôm mà vừa có cua hả anh? Tất nhiên rồi. Chết rồi, good, chết, good, good. Good, hai bạn có thể nói đúng không? Trời, tất nhiên là không rồi. Tất nhiên là không rồi, sao mà biết được? Ủa, lại giới thiệu đỉnh lắm mà. Không. Thì đỉnh nhưng mà em phải Google em mới biết được. Nhân ơi, bây giờ chị nghĩ mình nên thách đầu bếp là hướng dẫn cho mình á. Em không có chủ động như thế nào chị? Cứ nghĩa là mình đã đến với cuộc chiến thì nó phải có cái gì nó thách thức. Em thách anh là chỉ cho tụi em nấu món này đó. Và anh sẵn sàng chỉ cho tụi em nấu món này. Nhưng đầu tiên anh thách em nấu được món này á. Sao nào mình đang bị một cái vòng luẩn quẩn anh? Tất nhiên rồi, đây là cuộc chiến, đây là căn bếp của anh. Anh có quyền à, em hiểu không? Dạ. Cái vấn đề nằm ở đó. Dạ, ý là nãy giờ chị em mình là khách mà nãy giờ vô giới thiệu như chủ nhà vậy phải không? Bây giờ chủ nhà mới thật sự xuất hiện phải không? Không, thật ra anh cũng chỉ là khách thôi. Để hướng dẫn mọi người thêm cách nấu hoàn chỉnh nhất. Để có thêm nhiều thông tin. Cường đã sẽ chuẩn bị rồi. Chuẩn bị gì anh? Chúng ta sẽ search Google. Không, hôm nay chúng ta sẽ không search Google nữa mà chúng ta sẽ search MasterChef Nguyễn Thanh Cường. Hay quá. Miếng xào cua được rất nhiều người ưa thích bởi lạ miệng, cách làm đơn giản. Món ăn là sự kết hợp giữa thịt cua biển tươi ngon, sợi miếng dai dai cùng các loại rau củ khác mang đến cho bạn bữa ăn ngon miệng. Không chỉ vậy, tôm càng tươi rói nướng cùng sốt cay khiến cho món ăn thêm phần hấp dẫn và đầy dinh dưỡng. Xin chào quý vị, xin chào hai đội chơi. Chào mừng các bạn đến với căn bếp của chương trình Ẩm thực Đại Chiến. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu những công đoạn sơ chế. Và việc đầu tiên thì Cường sẽ xử lý phần cua này. Nhanh gọn lẹ. Và tiếp theo là Cường sẽ sơ chế phần tôm. Chúng ta sẽ làm sốt hỗn hợp để chúng ta cho vào miếng tôm. Phần tôm chúng ta sẽ cắt những phần không cần thiết. Cho miếng ngâm nước vào. Ở đây là cuộc chiến dầu, chứ không phải là nhà trẻ dạy tùy ý. Chúng ta trộn riêng bên ngoài. Chứ chúng ta không cần bỏ sốt vô trộn riêng nữa. Chúng ta sẽ để đây cho miếng thấm. Cường sẽ cắt ớt chuông. Hành tím bị sẵn. Và để thịt cua có mùi thơm hoàn hảo hơn, chúng ta sẽ cho một ít tiêu vào. Kế tiếp là các loại và rau củ. Giỡn gì là mình bị miss một phút rồi. Cái này chiêu á. Hành nêm, xíu muối, đảo đều. Chúng ta cố gắng đảo nhẹ nhàng và theo một chu kỳ để cho phần thịt cua không bị bể. Đây, phần tôm nướng chúng ta đã nướng xong, rất là hấp dẫn. Bây giờ Cường sẽ cho phần tôm lên. Wow, mọi người sẽ thấy như thế nào với thành quả của Cường trong những giây phút vừa qua? Với những món ăn này thì hy vọng mọi người sẽ thêm những món ăn ngon, và quan trọng hơn là thử thách của chương trình Ẩm thực Đại Chiến nâng lên một cái level mới. Hy vọng mọi người sẽ bắt kịp và giành chiến thắng nha. Chúc hai đội may mắn. Miếng xào cua thơm lừng với sợi miếng mềm dai nhẹ kết hợp với thịt cua tươi thanh ngọt, thêm vào đó là hương vị của nấm đông cô, ớt chuông và các loại rau mùi, tạo nên hương vị mà bạn khó có thể nào từ chối được.
Phần tôm càng nướng ngọt thịt, hòa quyện cùng với sốt cay cho món ăn thêm hấp dẫn. Miếng cua mà ăn với tôm càng là ngon số dách rồi. Đây. Trời ơi. Dương miệng. Dương miệng dành cho người chiến thắng hả chị? Đúng, ai chiến thắng sẽ trở thành vua bếp của ẩm thực đại chiến ngày hôm nay. Hay quá. Em thấy không? Đòi lên một cái nó hợp với chị ghê không? Hợp với chị lấp lánh quá, nhưng mà nó sẽ hợp hơn nếu mà nó nằm ở trên đầu của em. Đúng rồi, để coi cái dương miệng này nó sẽ nằm ở trên đầu của ai thì chúng ta sẽ bắt đầu cuộc chiến, được chưa ạ? Như cảm thấy rất là hoang mang á. Tại vì bản thân của Như với Cano đúng là cũng có vào bếp, nhưng mà không biết là nó còn có sự hỗ trợ nào thêm không ạ? Không, thì lúc bắt đầu giới thiệu thì hai nghệ sĩ này nấu ăn rất là đỉnh. Đỉnh. Đó là top, đó là top. Cái trình độ nấu ăn của hai bạn này thì các bạn đã biết hơi bị đỉnh đó. Để cho một cái sự công bằng và một sự gọi là chỉnh chu hơn về món ăn, để cho mọi người, Cường và khán giả thì có thể thưởng thức trọn vẹn món ăn á, thì Cường sẽ chuẩn bị hai đầu bếp để phụ hai người. Trân trọng giới thiệu bạn Công Bảo cùng với Minh Tuấn, xin mời. Wow. Rồi Cano, khi mà hai bạn ra đây, em đang nghĩ trong đầu là em sẽ chọn cái người nào về đội của mình, đúng không? Dạ đúng em rồi. Em không có cái quyền đó, không có cái quyền đó. Ủa gì kỳ vậy chị? Người ta ra đây, người ta có kỹ năng, người ta có kỹ thuật, người ta có kinh nghiệm, người ta chọn mình. À. Hai đứa mình như hai con rối vậy. Vậy cuối cùng là tụi mình là phụ bếp chứ không phải tụi mình là đầu bếp. Không, em cũng không được phụ luôn. Chứ em làm gì chị? Học trò. À, học việc thôi phải không chị? Học việc thôi. Dạ, em xin mời hai sư phụ ra. Chúng ta quẳng tù xì ai thắng được quyền chọn ạ. 3, 2, 1 bắt đầu. Dữ vậy. Nhanh quá. Nhanh quá. Em qua anh Lê Nhân. Trời. Lê Nhân. Chị. Trời, đang đứng kế tôi, em qua Lê Nhân. Thì đi, đó, đi. Quê liền, quê rồi, liền chị mèo, quê liền mọi người. Không có gì quê. Rồi, xin mời ạ. Và chúng ta đã có Công Bảo, đội của Khả Như. Và Minh Tuấn, đội của Lê Nhân. Chúng tôi sẽ nấu đồ ăn ngon dữ lắm đây. Xin mời quý vị khán giả theo dõi tiếp ở phần sau của chương trình ạ. Kính thưa quý vị khán giả và hai đội chơi, thì sau khi coi clip thì chúng ta đã hiểu và biết cách làm và biết tất cả nguyên liệu của món miến xào, cua và tôm càng. Thì trên bàn chúng ta chỉ có là gì? Dạ. Ủa anh ơi, sao hồi nãy em nhớ em coi clip á, là con tôm Alaska bự mấy ký á, với lại cua là cua hoàng đế rồi cái kiểu, mà sau đây mà giờ nguyên liệu nó khác á. Rồi bạn Như có gì? Mơ hay gì mà thấy cua Alaska hoàng đế gì? Đó, em tưởng chương trình mình... Tỉnh táo lên. Nhân ơi. Dạ. Trên bàn có gì rồi? Dạ, con tôm với lại dĩa cua. Cường sẽ có một thùng nguyên liệu này là bao gồm những món nguyên liệu phụ để hoàn thành món miếng xào cua. 2, 3. Quý vị nhìn giùm em coi có trái sầu riêng không? Em ơi, không phải là xôi Thái mà có sầu riêng. Vậy hả chị? Nè, ở đây. Em lên đây không hả chị? Hai đứa mình chứ ai. Làm chị bất chấp quá vậy? Phải chơi chứ trời, mình đại chiến mà mình phải sùm lên. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Đó chị chứ. Đó, thì đó. Tưởng bể con. Thôi, em nghe một cái rớt rồi đó. Bây giờ, hết giờ. Ủa cái gì? Rồi về chỗ. Ủa cũng phải quy định với em nè. Có giờ chứ, có giờ. Có giờ thôi, hả? Thôi tôi đồng ý, tôi đồng ý. Cái gì đây? Cái này cái gì đây? Hết giờ. Rồi về nấu. Ê, đi. Em vừa phải thôi, món được cái em đọt thêm tay nữa. Nhưng mà em cũng chưa lấy được đâu. Thì bởi vậy. Thì đó. Cái nữa. Được chưa? Để nhìn tiếp đi. Quá tù gì? Nữa sao mua hoài vậy? Gì ta? 5, 4, 3, 2. Thầy chi vậy em? Ủa sao chị thấy củ cà rốt chị thảnh thốt vậy? Chị không biết nữa, để làm nhưng gì? Nhưng mà em thấy là hồi nãy trong clip là có củ cà rốt có nha. Không? Có củ cà rốt nha. Đồng ý. Dạ tất rồi. Tất cả những nguyên liệu đây em có thể nấu ăn được á. Ủa vậy hả anh? Mời đi nha. Ủa, em thấy nó dài dài, em tưởng củ cà rốt mà sao ra củ cải trắng rồi sao nấu? Bữa đây mình đâu có hầm xương, hầm thịt gì đâu anh. Rồi, đem về chỗ đi em. Ok. Cái nữa nha, một lần nữa nha. Em bắt buộc lấy luôn ha anh. Không trả lại được ha anh. Bánh tù xì. Nguyên liệu em. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hay dữ vậy trời. Hết giờ. Wow. Miếng cái chanh này làm cái gì? Em nấu lèo á. Cái chanh này.
Chúng ta lại làm cái gì trong cái món này? Em nấu nước dùng. Tới tôi. À em biết rồi, sau khi mình ăn hải sản xong mình sẽ dắt vô nước mình rửa tay cho nó không bị hôi. Tới tôi. Tôi. Nhớ nè. Cái này cái gì Nhân? Thì mở ra ăn liền luôn chứ, cho nó quê chứ bây giờ tức quá chứ tức rồi. Ai à, ai à, ai mang của mình bánh tráng chọc, bánh tráng muối bơ này tôi thích quá vậy trời. Cảm ơn chương trình đã không, cho chị, em nghĩ là chương trình rất là tinh tế, tại vì lúc mà nướng tôm nó rất là lâu. Hai mình rảnh không gì làm, cuốn tính cái này ra ăn cho hai chị em mình ăn. Thì đó, tính ra chương trình thương mình quá trời. Thì đó, rất là nhân văn luôn. Thôi đủ rồi, nấu đủ đi về. Cảm ơn đầu bếp Thanh Cường nhiều ạ. Và mọi người hãy kiểm tra nguyên liệu mình có những gì. Nguyên liệu của tôi gồm có cua và tôm và bịch bánh tráng. Cái tôi cần đó là miếng ạ. Mình có thể cắt bánh tráng lên nấu được không? Dạ sai ạ. Thôi thôi. Dạ có nhân có gì vậy? Em thì vẫn có tôm và cua. Ngoài ra em còn bóc được một cái ớt chuông, một cái củ cải trắng với trái chanh. Chanh thì em dắt nước em uống cho đỡ tức chứ làm gì được giờ. Rồi, nguyên liệu phụ của chúng ta là miếng mà chưa có thì Cường đã chuẩn bị sẵn, mời hai phụ bếp lấy lên cho đội mình ạ. Ủa? Vì để nãy giờ tôi bóc riêng bóc hùng chi vậy trời, tức quá chứ tức rồi. Tức rồi, cảm ơn em. Và nguyên liệu chúng ta đã có đầy đủ, không đầy đủ thì tùy mọi đội thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Anh ơi, chị em hỏi anh ơi, em có thể tận dụng được cái khu vực trang trí này được không? Dạ, mình chiến mình không hỏi à. Em sơ chế giùm anh cái này nha. Ở đây đúng không? Thôi, em phải an toàn vệ sinh thực phẩm thôi, phải đeo bao tay thôi. Thời gian chúng ta nấu là 45 phút nha mọi người. Trời ơi, nhiều dữ vậy, 10 phút rồi. Rồi, Khải Như 10 phút, Lê Nhân 45 phút. Trời ơi, xin lỗi đi, lỡ miệng mà làm gì thế ghê vậy trời. Anh ơi, anh có thể cho em xin một củ cà rốt với lại ít hành tím được không ạ? Anh ơi, với lại miếng nấm đông cô luôn. Em xin bịch nấm đông cô rồi em cho chị Khải Nhân miếng. Rồi, mời Lê Nhân. Ôi, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Chị Khải Nhân ơi, em cho chị một miếng nấm rồi chị cho em miếng cà rốt nha. Rồi, cho liền. Được đi. Trời, mình phải thương nhau chứ. Chị lấy cái gì bỏ vô đi. Bỏ đây. Trời ơi, chị nhiều hơn em luôn á. Chứ chị có nhiều. Rồi, nè em sơ chế cái này vô luôn nha. Rồi, sơ chế này luôn. Đây, Lê Nhân. Dạ. Chị mới chính tay cắt con tôm ra. Hay quá, em cũng vậy luôn. Tôi muốn xin hành Totoro. Hả? Đây, hành. Dạ, nói lại đi à, sai à. Dạ, về chỗ đây, nói lại đi. Này, em. Hành Ronaldo. Ồ, hành Ronaldo. Có một hành Ronaldo. Đúng rồi, Lê Nhân muốn không? Dạ, muốn ạ. Muốn ạ. Nhân cái gì em muốn gì Nhân? Ủa chị, nhưng mà cái này nếu mà chị cắt đôi á là một đứa chỉ ăn được lá, một đứa chỉ ăn được củ thôi đó. Wow, còn một củ hành Ronaldo nữa. Thôi giỡn thôi, hành gì? Hành Baro. Trời ơi, cái miếng người ta thôi. Chứ đâu phải hả hành. Hey, cảm ơn chị. Ai đâu mà Totoro, Ronaldo. Cái chỗ rít nhà vậy chị? Dạ, cho em xin cái lò nướng, em nướng con tôm nha. Rồi anh là sẽ người đem đi nướng giùm em. Nhưng mà trước khi anh đi nướng thì em hát anh một bài đi, anh mới đem đi. Ủa? Trời ơi, thôi mà. Thôi mà, đi. Vậy làm gì hát chứ sao mà. Thôi. Thì miếu của em là âm nhạc đó, đừng. Một con vịt sẽ ra hai cái cây, dần cắp cắp, cạp cạp, nó nướng bề bà bên nó khô. Anh Điều ơi, chị ổn không? Ê, Dương. Dương nè, đừng mở nó ra. Thôi dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Quý lắm mấy trò, cho xin dĩa cua nha. Ủa, nhưng mà nó quý chị. Xin lỗi nha. Quý. Có đừng buồn, đừng buồn. Nè, cái trái chanh này về nhắc nước uống chơi. Hạ máu. Có bị lên máu không? Để dắt đi cho tỉnh. Ủa em, cái miếng này là trước khi đem lên đây là mình đã có gọi là ngâm nước chưa? Dạ mình có ngâm nước rồi. Ngâm sơ rồi phải không? Dạ. Nó cũng mềm nhưng mà nó cũng còn khô. Để chút nữa nó hút nước trong này thì là vừa phải không? Dạ. Ủa bên kia bắt đầu xào chưa? Xào luôn rồi. Trời ơi, bên em là đang chờ cái chảo nóng nè. Cho ớt vào ha. Từ từ thôi, chờ em với. Từ lần sau bây giờ tắt bếp đợi hả? đợi đi chị. Đợi đi. Rồi, chưa tới cua hả? Thêm chưa. Chưa tới cua hả? Xong, dọn ra dĩa thôi. Ủa, bên kia đang chơi để gây áp lực bên đây hả? Thấy bển đang tâm sự gì lâu quá.
Vậy là sau sau cà rốt thì mình sẽ bỏ chắc là thịt cua hả? Mì xong rồi mình xào với nhau xong rồi mình bỏ mì vô. Trời, bên kia cái tiếng nấu dưới đang nấu đám dỗ vậy ta. Chứ sao bển nấu đám gì lắm. Thêm dầu vào đi. Ở bển là nấu đám gì? Bên đây nấu thôi no đầy tháng, đơn giản à. Đơn sơn hả? Đơn sơn bọc mạc hả? Em ơi, anh nghĩ là bây giờ mình phải nêm nếm trước rồi bỏ cái này vô sau. Dạ, mình bỏ này vô rồi mình mới nêm nếm sau hả? Khi mà mình đổ hắc gì dầu, mình là phải đổ theo vòng để miếng của mình nó không có bị gãy. Hiểu không ạ? À? Chị muốn ăn nhiều cua mà. Vậy sao là cua xào miếng chị ạ? À? Không còn là miếng xào cua nữa. Cái miếng, cái miếng. Ừ, sao mà nó được nêm nhiều quá. Cái miếng là được. Chào mọi người, có ai nhớ tôi không? Không có, à. Có ạ, à. Em ạ, à, em ạ. À. Đây. Dạ, cảm ơn nè. Cảm ơn ạ. À. Đây, Tường. Cảm ơn ạ. Cảm ơn anh. Em rồi, mọi người chú ý, mình chỉ còn là thời gian còn lại là 1 phút. Hãy nhanh tay đi ạ. Chưa từ từ, anh nghĩ là con tôm nó quay đúng rồi. 30 giây ạ. Nó đang nghỉ mát thôi em ơi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 hết giờ. Tôi thấy cái này của bạn đi à. Giơ tay lên à. Diễn viên Hai Như à. Ủa? Giơ tay lên à. Trừ điểm à, vẫn còn làm mà trừ điểm à. Thôi giơ tay rồi. Rồi, mời các bạn đưa món ăn ra. Và đây là hai thành phẩm mà chúng tôi mang đến cho chương trình. À, nhìn bên đây cái giới kết cấu của nó có vẻ đồi núi, chập trùng. Dạ, đúng rồi, bên đây nhìn rất đồng bằng ạ. À. Nhìn bên đây thung lũng luôn á. Thung lũng luôn hả chị? Ủa, ăn luôn hả? À, anh có một cái sự chấm điểm với hình thức hả anh? Anh ăn rồi nói luôn hay được không? À dạ được. Trời anh này khó khăn quá. Thôi trong lúc anh ăn đây, bây giờ em tặng chị Khả Như một cái đôi bông tai đúng không ạ? Được. Dạ em tặng chị. Em cứ giao lưu đi. Ôi, cái đồ bông này hợp với chị ghê luôn á. Được không chị? Máng không có vô em ơi, uổng quá ha. Trời ơi, cái này chị đi Đà Lạt là ấm đổ tay lắm. Đúng đó. Rồi, dạ. Cái đồ bông quá trời đẹp luôn em ơi. Ê, cái này giống như đồ để ấm đổ tay quá ha. Anh đang nghĩ gì quá chị? Tại em nãy giờ hết nửa dĩa rồi đó. Đem nói trình bày cái lý do mà tại sao là nhiều thịt cua được như vậy. Đây, là bạn Minh Tuấn chị. Bạn Minh Tuấn hướng dẫn em là cái ước nào là bỏ gì vô. Xong cái em hỏi là ồ bây giờ là tới bỏ thịt cua chứ. Bỏ đi anh. Cái em đang trút vô cái bên nói bỏ nửa thôi. Cuối cùng là cái một cái dĩa quá nhiều như vậy. Không, mà với cái món này thì Như thấy là với cái sự hướng dẫn á, Như thấy nó khá là đơn giản. À, ví dụ như cua mà mình không có thời gian mình mua nguyên con cua về mình tách á, mình có thể mua thịt cua từ bên ngoài. Dạ đúng rồi. Bây giờ chị dùng của em. Dạ em dùng của chị. Dùng qua dùng lại. Dùng xong chị đừng có dùng dằn với em nha. Chị sợ. Anh ơi cười đi, miếng của em cười giùm em đi. Cười. Anh cười rồi. Dạ rồi cảm ơn anh. Anh đã lụm lên rồi anh cười rồi. Ngon. Đậm đà quá. Ngon. Ngon nha. Em bạn ơi. Em bạn ơi. Cái kiểu gì? Ngon. Tại vì anh có phim. Em nêm xong rồi, cái anh kia, em quay lại, làm lại chấm chấm thôi. Ừ, sao mà nó được nêm nhiều quá, nghe được. Thịt nước tương cho nó hên. Anh có hại em không? Nhưng mà chút nữa không ngon thì Khánh Như ăn chửi em nữa. Cái em thịt. Anh đang nói gì đó. Nhưng mà chị Khánh Như nêm nếm rất mùi miệng nha mọi người. Trời ơi. Hay, cái học để mà nấu mặn được vậy là phải có căn có kiếp á. Có căn có kiếp chứ, người bình thường sao nấu mặn được vậy? Chuyện sao vậy? Ờ, Khả Như ăn xong rồi, Như có nhận xét gì món của Lê Nhân không? Dạ, Như xin nhận xét nha. À, Lê Nhân về cách trình bày á, Như cảm thấy rất là thích. Bởi vì cái sự mà phồn thịnh của dĩa đồ ăn. Dạ. Và cộng thêm con tôm có cái sự sáng tạo là hay á, hay. Nó ôm hả chị? Nó ôm bó rau hả chị? Nó ôm bó rau, dạ. Dạ. À, về hình thức rất là ổn. Như ăn á, Như ăn miếng đầu Như nó trời đậm đà dữ gì đậm trời nha, nha. Ăn thêm một miếng bự nữa tưởng chết không phải lên tăng xong tại nó hơi mặn. Lỡ tay xong mặn ngạt mũi luôn nè. Thì đó, chứ chị nghĩ là bên em lấy được trái chanh này để làm gì? Để làm gì? Để cho khách mời ăn mặn xong uống cái này giải. Hay quá. Mà không kịp làm nữa. Mà không kịp làm luôn nên khách mời tự chết. Mời Nhân nhận xét món của Khả Như. Dạ, món chị Khả Như á. À, thực ra là em này khách quan nha, em khách quan nha. Là thật sự là chị
chị Khả Như á là trình bày á thì không có được phồn thịnh như em, thì nó hơi xẹp, nó hơi lép. Rắc tiêu hơi lố tai. Dạ cái này chị Khả Như là rắc chắc 1 kg tiêu lên đây. Không có, tại ký tiêu đen lên đây. Ăn cái anh mà rắc thính đó hả chị? Rắc muối á, rắc muối nè. Nhưng mà chị cầm một vốc hả? Xong cái không phải, cái chị cầm một hũ. Một hũ. Cái chị lật lại. Cái nó đổ nguyên cái hũ xuống luôn. Cái bạn phụ bếp á, bạn Công Bảo, bạn xe qua chị. Phải giật mình luôn mà. Cái bạn để chị đẩy ra chứ bạn cũng đâu cầm ra đâu. Nhưng về cái phần nêm nếm chị nêm xuất sắc. Ăn vô rất là vừa miệng luôn. Tuy chỉ có là cái phần miếng em cảm thấy là nó còn hơi dai. Dạ, chắc là do thiếu nước. Nhưng mà cái phần nêm nếm thì ngon. Khách 10 quan điểm, nha. 10 điểm khách quan. 10 điểm luôn. Dạ. Em điểm. Chấm Lê Nhân 11 điểm luôn. Và với những hoàn cảnh như mà thiếu những nguyên liệu không gọi là không đầy đủ lắm. Dạ. So với clip của chúng ta thì hai đội cũng là xuất sắc, rất là xuất sắc. Nhân tố quyết định là cái phần nêm gia vị thôi. Ừ thì phần chiến thắng thuộc về đội Khả Như. Hên quá, Như không có mặn. Và đây là phần thưởng cho người chiến thắng ngày hôm nay. Yeah. Hay quá, chương trình mình chị Khả Như dẫn chương trình xong chị Khả Như chơi thắng chị Khả Như thẩm dương miệng luôn mọi ủa, người. Em biết là chương không. Trình này chị tự làm đúng không? Chị tự làm luôn hả? Chị bỏ tiền chị làm luôn hả? Kìa bà dì chị kìa, ba chị kìa, má chị kìa, anh quay phim là anh ruột chị mà. Trời gia đình chị luôn hả? Chị em phải chuồng lẻ rồi. Khoan. Sao vậy anh? Hình như là tới đây thì muốn quà chương trình mà. Đúng rồi, ai anh tới cũng nói đúng rồi hết. Ai tới với chương trình, tại vì gia đình chị có điều kiện nên chị tổ chức cái cuộc thi này cùng với cái sự đồng hành của nhà tài trợ là nhãn hàng Vi Phong. Dạ. Sẽ tặng cho mọi người những cái món quà mà về rất là thiết thực trong cuộc sống cho bữa ăn của em thêm ngon. Dạ. Đây. Trời ơi, một giỏ quà bự dữ vậy chị. Tặng cho Lê Nhân. Em cảm ơn chị, cảm ơn anh, cảm ơn chương trình và cảm ơn nhãn hàng Vi Phong rất nhiều ạ. Cảm ơn Lê Nhân và cảm ơn anh Thanh Cường rất nhiều. Đầu bếp MasterChef của chúng ta đã mang đến cho chúng ta một cái bữa ăn thiệt là ngon vậy. Sao khóc vậy? Em thương chương trình quá, tại vì biết á, em nghề diễn viên mà mọi người đi sớm về khuya không có thời gian nấu ăn, nhiều khi về nhà tủ lạnh không còn gì ăn hết. Bây giờ thấy mì gói đồ thèm nhớ. Cảm ơn anh Nguyễn Thanh Cường, cảm ơn Cano, Lê Nhân, cảm ơn Minh Tuấn cũng như là cảm ơn Công Bảo rất nhiều. Và Khả Như một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng chương trình Ẩm thực Đại Chiến. Quý vị thân mến, mỗi tuần chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những bữa ăn thật là ngon và mong là quý vị luôn ủng hộ chương trình. Quý vị thân mến, chương trình do IMC thực hiện và xin được trân trọng cảm ơn nhà tài trợ chính của chương trình, nhãn hàng Vi Phong đã đồng hành cùng chương trình. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại. Vi Phong hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.